Thưa quý vị, thưa các bạn, phía sau Mai Phương lúc này là nhà điều hành của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tại nơi này, vào 8:30 sáng mai ngày 12 tháng 2 năm 2017 sẽ diễn ra chương trình khai mạc tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Lúc này, khâu chuẩn bị cho chương trình gần như đã hoàn tất. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 8:30 sáng ngày 12 tháng 2, thu hút sự tham gia của hơn 9.000 học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông của nhiều tỉnh thành. Chương trình bắt đầu bằng phần giải đáp băn khoăn về quy chế thi và quy chế xét tuyển từ lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo và lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ cung cấp thông tin mới nhất, hướng dẫn thực hiện quy chế thi và xét tuyển. Ngoài ra, các chuyên gia tâm lý cũng sẽ hướng dẫn học sinh cách giữ sức khỏe và tâm lý vững vàng để ôn tập tốt nhất, thi đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, các chuyên gia còn giúp đỡ gỡ rối từng tình huống cụ thể trước khi đúc kết bài học chung về cách lựa chọn nghề nghiệp một cách đúng đắn và khoa học. Phần tư vấn chuyên sâu của đại diện các trường đại học theo 3 nhóm ngành nghề diễn ra trong buổi chiều. 3 nhóm ngành tư vấn gồm nhóm ngành kinh tế, ngân hàng, luật, nhóm ngành khoa học xã hội, sư phạm, sức khỏe, nông lâm và nhóm ngành kỹ thuật công nghệ. Chương trình tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên diễn ra năm 2017 là năm thứ 19. So với các năm trước, chương trình có những cái thay đổi rất là đáng lưu ý. Ngoài sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục Đào tạo, các sở giáo dục địa phương, tỉnh thành đoàn của địa phương thì năm nay trong cái ngày khai mạc có sự phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là lần đầu tiên chương trình khai mạc diễn ra với mang tính chất là ngày hội, diễn ra tại khu đô thị của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những khu đô thị lớn nhất ở phía Nam. Số lượng các trường tham gia cũng rất là lớn, với số lượng gian hàng cũng gần 100 gian hàng. Chúng tôi hy vọng rằng cái buổi khai mạc như một ngày hội sẽ cung cấp thật nhiều thông tin đa dạng bổ ích để thí sinh, học sinh có thể tìm hiểu kỹ, lựa chọn cho mình những cái ngành nghề phù hợp, quyết định cái việc đăng ký dự thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau lưng Mai Phương bây giờ là hơn 100 gian hàng của các trường đại học, cao đẳng và giải nghề trong khuôn viên nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn học sinh khi đến đây sẽ được chính các cán bộ, giảng viên của các trường mà mình quan tâm tư vấn miễn phí. Thưa quý vị, đây là gian hàng của trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và bên cạnh Mai Phương lúc này là cô Nguyễn Hải Trường An, cô là giám đốc trung tâm truyền thông và tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chào cô ạ. Xin cô cho biết là gian hàng của trường mình đã sẵn sàng cho ngày mai chưa ạ? Khi mà tham gia vào ngày hội thanh niên thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước cái tinh thần là sẽ có những cái hoạt động và những cái nội dung cho cái ngày hội này, nên thành ra tới thời điểm này chúng tôi đã sẵn sàng. Xin cô cho biết là gian hàng của trường sẽ đem đến cho các bạn học sinh tham gia ngày mai những gì ạ? Thì năm nay trường có mang đến những cái hoạt động dành cho các bạn, chẳng hạn như sẽ có một cái cuộc thi chụp hình đăng Facebook để mà các bạn có thể thể hiện được cái sự quan tâm và yêu mến đến với trường. Thứ hai nữa là sẽ có một cái cuộc thi đố vui nhỏ để các bạn có thể tìm hiểu về những cái văn hóa, về những cái thông tin mới nhất của Việt Nam mình và trong quá trình hội nhập quốc tế. Qua cái buổi này thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ biết được cái lực lượng mà các bạn thí sinh quan tâm đến trường Đại học Kinh tế Luật, để cho các bạn đăng ký tham gia vào chương trình đồng hành mentor và mentee của trường. Khi các bạn đăng ký tham gia chương trình này thì các bạn sẽ được nhà trường bố trí một bạn sinh viên đang học ngay tại ngành mà các bạn yêu thích, và các bạn sẽ đồng hành cùng với thí sinh này trong suốt cái quá trình mà từ khi các bạn đến với trường đến khi mà các bạn sẽ được chính thức nhập học vào trường. Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Đại học Công nghệ Hồ Chí Minh HUTET đã gắn bó với chương trình tư vấn tuyển sinh của Báo Thanh Niên từ năm 2010 đến nay. Và qua từng năm thì thấy sự phát triển và lớn mạnh cũng như là độ phủ rộng của Báo Thanh Niên nói chung cũng như là chương trình tư vấn tuyển sinh nói riêng đạt hiệu quả rất là tốt. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh hàng ngàn người tham dự trực tiếp thì thông tin của chương trình năm nay còn đến với hàng triệu bạn đọc quan tâm khác thông qua hình thức trực tuyến của Báo Thanh Niên tại các địa chỉ website, fanpage Facebook và YouTube của Báo Thanh Niên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày khai mạc của chương trình vào lúc 8:30 sáng ngày 12 tháng 2 năm 2017.